mời đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp giả man, chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung Nam Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nổi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nổi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta chơ chát tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in dưới bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến thăm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật cướp khí giới của quân đội Pháp, bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng chúng không bảo hộ được ta, trái lại trong 5 năm chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật, bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhận tâm. Gần đây trên các trang mạng đã đưa hình ảnh và lời tố cáo Trung tá Nguyễn Dũng, trưởng đồn công an Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, với những hành vi sai pháp luật. Đơn tố cáo này được viết bởi anh Huỳnh Xuân Long. Anh Huỳnh Xuân Long là một thương binh, đồng thời cũng là một nông dân. Anh đã bị mất đất đai, nhà cửa. Anh đã viết những bài viết hình ảnh đưa lên các trang mạng để chống tham nhũng. Trước hết xin mời anh Huỳnh Xuân Long có lời chào cùng với quý thính giả. Tôi là Huỳnh Xuân Long. Tôi có những lời chào tất cả các khán giả yêu thích YouTube và yêu thích cái công việc chống tham nhũng. Về phần tôi thì tôi là một nông dân bị mất đất, tôi không tham gia đảng phái nào cả, chỉ vì mất đất và chỉ vì những bất công trong xã hội chủ nghĩa mà tôi làm cái công việc này. Tôi xin chào tất cả các quý khán giả quan tâm đến công việc này của tôi.
Dạ thưa anh Long, anh có thể cho quý thính giả biết rõ thêm nội dung đơn tố cáo anh gửi tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Sinh Hùng về ông Trung tá Nguyễn Dũng, thưa anh. Tôi xin trả lời. Cái việc tôi viết đơn, tôi tố cáo Trung tá Nguyễn Dũng cùng một số cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm. Sự việc này xảy ra từ tháng 3 năm 2011 chứ không phải bây giờ tôi mới làm. Và những cái việc này tôi đã đưa lên mạng từ tháng 3, tháng 4 năm 2011 đến nay. Tổng số bài viết và tổng số các bộ phim tôi làm đưa trên mạng vào tầm 700 bộ video có liên quan đến cái công việc mà Trung tá Nguyễn Dũng. Có thể nói Trung tá Nguyễn Dũng là thành một ekip, vợ thì làm viện kiểm soát, chồng thì làm trưởng công an đồn, và có anh em chị em ruột cũng làm công an. Cả một cái bộ máy là công an công quyền đã tổ chức người vào khu đất nhà tôi để làm nhà trái phép, rồi là tổ chức gây hấn, lừa bắt con tôi và ý để mà chuộc tiền. Những cái hành vi đó không làm được với tôi thì họ quay sang họ tổ chức xây nhà và phá nhà nhà tôi để xây nhà của người ta. Và đến bây giờ thì Trung tá Nguyễn Dũng cũng đã trả lại đất rồi. Nhưng nó lại thêm một cái vụ việc khác nữa là Ủy ban Nhân dân xã vào phá nhà. Thì cái phá nhà này thì không, hoàn toàn không có một thủ tục giấy tờ gì cả. Có nghĩa là cái hành vi đó theo quan điểm của Ủy ban Nhân dân huyện họ thì nói rằng là cái việc đó là cưỡng chế trái phép. Thì tôi đã trả lời trong một cuộc họp rằng cái vụ việc đó không phải là cưỡng chế. Vụ việc đó nó là cướp chứ không phải là cưỡng chế. Vì đã là cưỡng chế thì nhà tôi có bị làm sao đâu mà vào phá. Nhà tôi không phải khu vực quy hoạch, nhà tôi chưa đến. Nếu nằm trong vùng quy hoạch thì chưa có phương án đền bù, chưa có phương án họp dân, chưa có mời tôi và chưa có lập một cái biên bản gì, tự nhiên đi vào phá nhà tôi như thế, đấy là hành vi cướp và phá hủy tài sản của công dân, xâm phạm tài sản là chỗ ở bất hợp pháp của công dân, đuổi vợ chồng tôi cùng cháu nhỏ ra ngoài đường. Hiện nay chúng tôi ra ngoài đường hơn một năm trời không có chỗ ở. Đấy là cái công việc của tôi đã làm và đang làm thường xuyên ở trên mạng. Nó là một hành động tự phát của tôi, nhưng tôi, quan điểm của tôi chỉ có làm việc đó đưa lên mạng và không có gây hấn, không có cãi cọ, không có tổ chức bất kỳ một cái hành vi gì khác. Đây là cái phương pháp bất bạo động của tôi. Cái sự việc thì nó rất là dài, đấy là chỉ là cái đằng sau của cái sự việc mà cướp đất phá nhà cho tôi thôi. Còn cả một cái quá trình tôi từ năm tôi 20 tuổi đến bây giờ, tôi đã có một cái thời gian rất dài sống trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cụ thể là ở Hà Nội, Việt Nam. Mà từ cái lứa tuổi nhỏ cho nên là tôi lại là người không giao dịch, không quan hệ với cả các cấp cơ quan chính quyền. Tôi hoàn toàn làm các công việc để kiếm tiền. Nó là một công việc tự phát ở ngoài xã hội. Cho nên trong quá trình tôi hoạt động kinh doanh ở ngoài xã hội, tôi gặp rất nhiều cản trở của chính quyền Việt Nam. Mà chính quyền Việt Nam lúc nào cũng nói là luật bảo vệ người tàn tật, rồi luật bảo vệ cho thương binh, gia đình liệt sĩ. Nhưng những cái việc đó không áp dụng lên trong cuộc sống đời thường của chúng tôi. Cho nên chúng tôi rất là khó khăn. Bản thân tôi công an việc nào không có. Và chúng tôi đã phải ra bãi rác để mà sống với một cuộc sống rất khổ cực ở ngoài bãi rác. Bãi rác là một bãi rất bẩn thỉu. Nhưng tôi là thương binh, tôi đã phải ra ngoài đó để làm nông nghiệp và cụ thể là trồng xương rồng để bán cho cả nước Việt Nam. Và trong cái thời gian sinh sống như thế thì tôi cũng đã có được những cái cơ hội do tôi kiến nghị lên Thủ tướng lúc đó ông Phan Văn Khải, đang là đương chức là Thủ tướng Phan Văn Khải và ông Trần Đức Lương. Và các ông đấy cũng đã có những cái văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạo cơ hội cho doanh nghiệp là có thể là công ty xương rồng Huỳnh Long hoạt động. Chính vì có văn bản đó, công ty chúng tôi đã hoạt động rất tốt trong những đầu năm 2000 đến năm 2004. Thì cái thủ tục hành chính đúng như văn bản theo đề nghị Thủ tướng kiến nghị. Thủ tướng đây tôi đang nói là Thủ tướng Phan Văn Khải kiến nghị, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giúp đỡ công ty chúng tôi. Nhưng chúng tôi đi đến đâu, người ta cũng vòi vĩnh, người ta đòi tiền, người ta không làm thủ tục cho chúng tôi. Chính vì vậy công ty của chúng tôi không thể hoạt động được vì những thủ tục hành chính không đầy đủ.
Nhưng vì cái công ty của chúng tôi là công ty nông nghiệp, ngành nghề là khai thác những vùng đất trống bỏ hoang hóa để trồng trọt và chăn nuôi. Vì một cái công ty như thế thì có thể nói là không cần thành lập công ty vẫn có thể hoạt động được, đó là một doanh nghiệp nông dân. Chính vì vậy cho nên tôi đã tạm nghỉ công ty Xương Rồng Huỳnh Long và tôi hoạt động độc lập là Huỳnh Xuân Long là giám đốc và cũng là một nông dân luôn. Đấy là cái cơ bản của tôi ở những năm 2000 cho đến năm 2006. Và từ năm 2006 đến nay thì tôi vẫn hoạt động bình thường, nhưng đến 2011 năm ngoái thì xảy ra cái vụ việc cướp đất, là chúng nó cứ tưởng cái khu đất đấy là không có giấy tờ gì cả và không có ai ý, chúng nó lao vào, chúng nó tổ chức gây hấn mục đích để chúng nó xin đất của tôi để chúng nó làm nhà, nhưng tôi đã không cho và chúng nó tổ chức gây hấn như tôi đã làm các cái đoạn video để đưa lên trên mạng. Đấy, câu chuyện của tôi nó như vậy ạ. Dạ vâng, anh có nói là anh lựa chọn cái phương pháp đấu tranh bất bạo động để đòi lại những gì của anh. Như vậy thì phương pháp này có mang tới cái kết quả tốt hay không? Tôi xin trả lời, cái phương pháp bất bạo động của tôi từ đầu cho đến bây giờ có thể nói rằng là 17-18 tháng tôi hoàn toàn không có một manh động gì cả, kể cả chính quyền tổ chức một lúc 30 người vào phá nhà tôi, trước mặt tôi cũng để nguyên họ phá, tôi chỉ nói với cả cái anh mà anh Quyết ấy rằng là anh phá nhà tôi sai rồi đấy, vì anh phá mà anh không có hoàn toàn giấy tờ gì cả, tôi chỉ nói thế thôi. Và anh ấy hùng hổ, anh đội một cái mũ cối, mặc cái quần trắng, đi đôi dép xanh đan, mà cái cách ăn mặc của anh ấy nó tương tự như là một thằng lưu manh, cho nên tôi cũng không nói chuyện hôm đó nữa. Thế là anh ấy phá nhà tôi xong thì tôi cũng đi ra ngoài luôn. Đấy là cái việc mà tôi những lúc gây hấn nhất tôi cũng không chống đối lại. Và cái vụ việc tiếp theo nữa là kể cả những lúc mà bọn lưu manh nó cầm súng, nó cầm dao, nó mò sang tận nhà tôi ở, tức là sau khi đi việc nhà tôi bị dỡ rồi thì tôi lại đi ra một chỗ khác ở nữa, nó đi theo và nó gây hấn, nó đòi chém đòi giết tôi ngay tại nhà tôi cũng quay phim được và tôi cũng không làm gì nó cả. Và đến ngày hôm sau thì tôi rút quân. Đấy. Và cho đến ngày hôm nay tôi lại phải đi sang một chỗ nơi ở chỗ khác nữa rồi. Chính vì vậy cho nên là tôi không bao giờ làm những cái việc gây hấn. Nhưng được một cái kết quả là gì? Sau khi tôi đưa lên mạng YouTube thì những cái bộ phim mà chúng nó tôi quay thì Trung tá Nguyễn Dũng đã gọi điện trực tiếp cho vợ tôi và trả lại tất cả cái chỗ đất mà hắn đã tổ chức làm nhà, mà hắn đã tổ chức em hắn, tức là cháu hắn, một thằng cháu đứng ra làm một cái xưởng rửa xe, và nó đã trả lại toàn bộ chỗ đất đấy rồi. Nhưng cái thiệt hại của tôi lúc này nó là thiệt hại phá mất 3 gian nhà và gần 100 m² quán bán hàng. Đấy là cái thiệt hại về nhà cửa xây dựng trên đất. Về theo luật, những cái tài sản trên đất đó nếu như đặt giả thiết rằng là nhà nước có thu hồi của tôi những cái đấy thì cũng phải đền bù cho tôi. Nhưng lúc này Trung tá Nguyễn Dũng cùng với nhóm lưu manh cùng với ủy ban đã phá những cái tài sản của tôi, đó là hành vi cướp tài sản của chúng tôi. Mà cái điều đó tôi đang bức xúc và tôi đã làm đơn và tôi đã làm các bộ phim để đưa lên trên YouTube. Cái thành quả của tôi, cái kết luận của chúng tôi, vụ việc của chúng tôi vừa rồi nó có một cái thành quả là đất của chúng tôi đã lấy được và không bị mất, và tôi vẫn là người gọi là tạm gọi là có tự do đang ở bên ngoài để nói chuyện với các chị và bà con. Dạ vâng, sau cái đơn tố cáo anh gửi tới cho ông Nguyễn Thanh Dũng thì anh có bị khó khăn với công an không anh? Xin thưa với cả bà con, với cả các bạn rằng là cái đơn tố cáo với ông Nguyễn Tấn Dũng lần này là lần thứ hai tôi đưa lên mạng, chứ không phải lần thứ nhất. Lần thứ nhất thì vẫn cứ im lìm và lần này là lần thứ hai. Đến bây giờ thì tôi đưa lên rất nhiều, trước đây tôi chỉ đưa một địa chỉ thôi, nhưng đến bây giờ tôi đưa rất nhiều địa chỉ, thậm chí tôi dịch sang cả tiếng Anh, tôi gửi cho tất cả các đại sứ quán và tôi đưa cho lung tung hết cả lên. Mục đích của tôi là bây giờ là tôi kêu cứu và tôi làm những cái đoạn video, tôi có chụp hai cái hình ảnh, hai cái bàn tay, ý là kêu cứu SOS, tức là kêu cứu, còn ai cứu tôi thì lúc này thì tôi cũng đã rồi. Và hiện nay thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa có ý kiến gì với tôi, nhưng ngày cách đây 2 hôm tôi có nói chuyện với vợ tôi ở ngoài miền Bắc, vợ tôi có nói rằng là Ủy ban Nhân dân huyện đang rất khẩn trương làm các thủ tục để trả lời tôi bằng văn bản, và trả không những trả lời tôi bằng văn bản
mà còn trả lời các cơ quan chức năng ở phía trên nữa. Cái tín hiệu đó tôi hiểu rằng đã có các cơ quan chức năng ở tầm trên, họ thúc Ủy ban Nhân dân huyện phải trả lời cái vụ việc thôi. Kính thưa quý thính giả, mục Dân lên tiếng đến đây là chấm dứt. Xin mời quý thính giả theo dõi phần 2 vào chương trình phát thanh ngày mai. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã một thời, nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong Thượng Đế. Cho đồng bào tôi thở đón những hơi tàn, buôn thóc bàn tay thua thiệt trước lòng than, đêm khuya đi dày và mai thêm hay mang xe đèo kiếm cơm ăn, thân cháu keo cầy bên lũ hương nhàn. Một điện cầu mới hay mọc lên, bài ca trên đâu hay ra đời, một nền hòa bình thịnh viên mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca trên đâu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lấm quê hương.